Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi: mọi người bị bạn mê hoặc như thế nào? Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 lá bài tương ứng với 3 tụ, lần lượt như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một lá bài mà mình ấn tượng nhất cũng như là bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong, chúng ta sẽ tiến hành trải bài cho từng tụ nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụ bài số 1, cho câu hỏi: mọi người bị bạn mê hoặc như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi này nhé. Mọi người bị bạn mê hoặc như thế nào? Wow. Mọi người bị bạn mê hoặc như thế nào? Mọi người bị bạn mê hoặc như thế nào? Bạn có biết điều gì không? Khi mà mình thực hiện trải bài cho tụ bài số 1 nè, mình đã bị quay hỏng video. Và trong những lần quay hỏng đó, lá bài này và lá bài này, lá bài này nữa, 1, 2, 3, 3 lá bài đó đã xuất hiện. Và bây giờ nó lại xuất hiện thêm lần nữa. Có vẻ đây chính là điều mà tụi một nên nghe đấy. Tiếp tục nha. Mọi người bị bạn mê hoặc như thế nào? Đối với bạn, người đã lựa chọn tụ bài số 1, với câu hỏi của trả bài lần này thì bạn mong muốn nhận được câu trả lời nào nào? Có tốt, có xấu, không có nghiêng về bất kỳ một khía cạnh nào cả. Đầu tiên là ý tốt nha. Mọi người bị bạn mê hoặc như thế nào? Đó chính là do nguồn năng lượng tươi mới của bạn. Bạn luôn biết cách làm mới bản thân mình. Bạn luôn biết cách vực dậy sau những đau khổ. Bạn luôn biết cách động viên mọi người cũng như biết cách động viên chính bản thân bạn để giúp cho bạn thoát ra khỏi những tình cảnh, những trạng thái tinh thần không mấy tốt đẹp. Bạn không giỏi biểu lộ ngôn ngữ, đặc biệt là cách thể hiện cảm xúc thông qua ngôn ngữ. Thành ra khi mình nói chuyện á, cái lưỡi của mình nó hơi bị quíu quíu lại một chút, nhưng mà nói chung thì vẫn nói chuyện được. Hiện tại bạn vẫn trong giai đoạn của việc học cách cân bằng cảm xúc của bản thân và đang học cách để tập lắng nghe mọi thứ, tập làm cho mọi thứ chậm lại, không quá vội vã, không quá nóng, không quá nhanh. Bởi vì sao? Cái thời điểm bạn của trước kia, mọi người nhìn nhận bạn, họ sẽ thấy như thế này nè, bạn vội vàng quá. Có một số việc chúng ta nên vội vàng, nhưng có một số việc chúng ta không nên vội vàng. Nhưng mà ở thời điểm này họ đã thấy bạn có sự thay đổi tích cực hơn. Bạn đã biết chững lại, nhìn nhận mọi thứ theo một cách chậm rãi, im lặng, lặng lẽ quan sát, chứ không phải là sồn sồn lên, quát tháo lên, xong rồi thể hiện tất cả những suy nghĩ của mình thông qua lời nói. Trong cái đó, lời nói của bạn nó không có chặt chẽ. Thành ra đôi khi người ta nói chuyện với bạn, người ta lắng nghe bạn, người ta lại không hiểu những gì bạn nói, không hiểu những ngụ ý trong lời nói của bạn. Đâm ra cả hai mâu thuẫn lẫn nhau. Vì vậy, bạn đã hiểu rõ nhận thức của mình. Bạn đã hiểu rõ vấn đề là: à, tôi đã tự tạo rắc rối cho tôi bởi những điều mà nó vốn dĩ không nên có. Đây, bạn tự tạo rắc rối cho bạn thông qua việc hồi xưa bạn hơi nóng vội. Bạn thiên về hành động. Cái cách sử dụng lời nói của bạn nó không có được trau chuốt như bây giờ. Nhưng mà ở thời điểm bây giờ bạn đã biết cách sử dụng ngôn từ hơn. Bạn đã biết cách làm thế nào để cho mọi người có thể ổn và bình thường nhất, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn và gây xung đột. Bạn biết cách làm cho môi trường nó dĩ hòa vi quý. Bạn biết cách làm cho cái môi trường nó đang sôi, nó đang hùng hục lên, hạ nhiệt xuống bằng cách im lặng và chờ đợi. Im lặng và chờ đợi.
Bạn cũng đã dành rất là nhiều thời gian để học cách ổn định trạng thái của bản thân. Và hiện tại bạn vẫn đang trong giai đoạn này. Bạn chưa có sẵn sàng theo kiểu tôi đã biết rồi, tôi đã hoàn thành xong rồi nè, tôi đã biết cách cân bằng rồi nè, bây giờ tôi có thể ổn định hơn. Không, bạn không có nói như vậy. Mọi người nhìn vào, mọi người cũng thấy bạn hiện đây đang trong cái giai đoạn ổn định cảm xúc và đang học cách làm cho bản thân mình ngày càng tốt lên bằng cách biết lắng nghe người khác, bằng cách im lặng quan sát thay vì thiên hoàn toàn về hành động hay là thiên hoàn toàn về lời nói. Bạn đang trong giai đoạn ổn định trạng thái tinh thần của bản thân, tìm kiếm những giá trị niềm vui trong lòng. Những cái lúc mà bạn buồn đúng không? Những cái lúc mà bạn đang ở cái trạng thái rất là tiêu cực và cảm giác như là mọi thứ nó suýt nữa là vỡ toang ra. Thì bằng một cái phương thức nào đó mọi người lại thấy rằng bạn lại mỉm cười, bạn lại nghĩ là mọi thứ nó rất là bình thường, ôi không sao hết, tôi rất là bình thường. Thành ra ấy, đôi khi người ta nhìn vào người ta cũng chẳng biết là quái lạ cái con này, cái thằng này nó đang nghĩ cái gì. Tại sao trong một cái tình huống mà trước kia nha, cái phiên bản nó của quá khứ, nó có thể sẵn sàng sồn sồn lên, nó có thể làm bất kỳ một điều gì, nó có thể quát tháo, nó có thể đập đồ, thậm chí nó có thể trút giận lên trên người khác. Nhưng mà tại sao ở thời điểm hiện tại, khi mà họ nhìn nhận lại bạn thì họ nhận thấy rằng là bạn đã biết cách ổn định mọi thứ rồi. Bạn không có dễ dàng bộc lộ cảm xúc, bạn không có dễ dàng thể hiện cái sự nóng giận của bản thân nữa. Bạn trưởng thành hơn ngay trong suy nghĩ của bạn. Và bạn biết rằng trước khi bạn đưa ra bất kỳ một cái kết luận nào, bạn cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Chứ bạn không có vội vàng. Thành ra dần sau nhiều thời gian phát triển, mọi người nhận thấy bạn trở thành một người đáng tin cậy. Và họ cảm giác như những cái lúc mà bạn im lặng là những cái lúc mà họ thấy mình vô thức bị bạn thu phục. Người ta có thấy bạn nghiêm túc trong quá trình làm việc nè, rồi người ta có thấy bạn trưởng thành hơn trong cái khi trong những cái lúc mà bạn đưa ra câu trả lời cho cái tình huống đó, khi mà bạn giải quyết một cái vấn đề, một cái kế hoạch nào đó. Người ta thấy bạn tin cậy trong những lúc mà bạn chịu trách nhiệm về hành động của mình, chứ bạn không có đổ lỗi như xưa. Bạn không có đổ lỗi cho hoàn cảnh, bạn cũng không có đổ lỗi là bởi vì tôi sơ suất hay là bởi vì một cái yếu tố nào đó mà bạn gây bất trắc, bạn gây hỏng việc, hay là bạn không đạt được một cái thành công, một cái thành tựu nào đó mà bạn đã vạch ra. Thông qua quá trình phát triển của bạn, họ thấy rằng bạn đã thật sự thay đổi. Đầu tiên chính là sự thay đổi trong nhận thức của bạn. Bạn biết rõ là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Và môi trường chúng ta đang sống là môi trường cộng đồng, thành ra không thể nào lúc nào bạn cũng có thể làm việc một mình được. Bạn cần phải biết hòa hợp với dòng người, bạn cần phải biết làm như thế nào để mọi người có thể hợp tác với nhau, trôi chảy, tránh gây ra những xích mích và những lời, những cái quan điểm, những cái tình huống khó khăn cho đôi bên. Và những cái tình huống này bạn sẽ quy chụp hết vào trong bản thân mình. Bạn không có đổ lỗi do môi trường, bởi vì cái người kia nó không có hợp với tôi, mà bạn sẽ trả lời rằng bởi vì tôi không hợp với người kia. Thành ra cái quyền nắm giữ thế chủ động nằm ở bạn. Đồng thời, khi mà mọi người nhìn vào, họ bị mê hoặc bởi sự trầm tĩnh và im lặng của bạn. Bạn vốn dĩ đã hơi hướng nội rồi, nhưng mà thường người ta nhìn vào người ta thấy bạn mạnh mẽ vậy thôi, chứ bạn hướng nội mà, trong trải bài cũng thấy toàn là lá một mình thôi. Mặc dù bạn muốn có thể được hòa nhập với mọi người, bạn muốn có thể được thể hiện rằng tôi là một người rất là thích giao lưu với rất nhiều người. Nhưng mà thực tế ấy, bạn rất hay làm việc một mình, và bạn phù hợp làm những công việc mang tính cá nhân hơn là tập thể. Bởi vì sao? Nó sẽ tránh cho bạn gặp những rắc rối phiền phức. Và những cái điều này là những thứ mà bạn không muốn. Bạn cũng không có giỏi trong việc giao tiếp. Bởi vì sao? Bây giờ đang là thời điểm để bạn học cái điều đó thôi. Học cái việc giao tiếp với mọi người. Đây, cũng như lá bài cho tinh thần ngày hôm nay, mọi thứ nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mặc dù mặt trăng Nó mới trăng đầu tháng, cho nên nó chẳng có cái gì hết. Nhưng xung quanh vũ trụ nó đã bảy sắc cầu vồng rồi, lấp la lấp lánh rồi, đại biểu cho một tương lai tươi sáng đang chào đón bạn. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Mọi thứ nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thành ra ấy, bạn cảm giác như là những cái nỗ lực của tôi
cái việc mà tôi cố gắng để kiểm soát bản thân mình nè, tránh những lúc nóng vội nè, cái cách mà tôi hòa hợp với mọi người hơn để thấu hiểu mọi người nhiều hơn, cái cách mà tôi cân bằng trạng thái tinh thần của bản thân, cái cách mà tôi học lắng nghe, học phán đoán, học suy luận để tổng kết, để rút ra một cái lời kết luận về một cái điều gì đó, cái cách mà tôi chủ động thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để học hỏi những điều mới, để học hỏi những điều mà tôi chưa biết, cái cách mà tôi chấp nhận những cái lời xấu, những cái tiếng nói ác, tôi chấp nhận nhận những cái nhược điểm về phần mình, tôi chấp nhận những cái lời đàm tiếu của người khác, và tôi chấp nhận tự tổn thương chính bản thân tôi bằng cách quy chụp hết tất cả những phần tội lỗi về tôi. Nó lại chính là một cái chìa khóa và một loại nước hoa đặc biệt thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác. Họ rất là thích cái phong thái trầm tĩnh của bạn. Có ai nói rằng bạn có nét đẹp lao động không? Những cái lúc mà bạn im lặng, bạn nghiêm túc suy nghĩ về một cái điều gì đó, những cái lúc mà bạn ngồi trầm ngâm, bạn không có hành động, bạn ngồi như một pho tượng luôn, thì những cái lúc đó bạn rất là đẹp. Hay là những cái lúc mà bạn tập trung toàn phần vào trong công việc, bạn không lắng nghe những lời nói của người khác, bạn không quan tâm tới coi môi trường xung quanh đang chuyển động như thế nào, đang thay đổi ra sao, bạn chỉ hùn hụt làm công việc của bạn. Người ta thấy bạn đẹp lắm mọi người ơi. Cái kiểu như là những cái lúc bạn không mở miệng nói chuyện thì rất là đẹp. Cái này mình nói thì nó hơi bị hỗn, nhưng mà thật sự là người ta nghĩ vậy đấy. Những cái lúc mà bạn im lặng làm việc ấy, những cái lúc mà bạn im lặng suy nghĩ, những cái lúc mà bạn bất động á, bạn rất là đẹp. Nhưng mà những cái lúc mà bạn vận động, những cái lúc mà bạn có sự chuyển động trong ngôn ngữ nè, có sự chuyển động trong hành động nè, thì người ta lại không thấy bạn đẹp nữa. Bạn là đẹp giống như là đẹp như một pho tượng, một bức tượng bàn thạch cao của Hy Lạp. Chứ mà mở miệng nói chuyện á hả, người ta chưa quýnh bạn là thôi á, tại vì cái mỏ bạn nó hỗn quá hỗn. Trời ơi là trời luôn. Mình nhìn trong trải bài này mình vẫn biết là cái mỏ của bạn hỗn lắm. Hỗn ơi là hỗn, mặc dù bây giờ bạn đã biết cách kiểm soát rồi, nhưng mà thật ra là cái mỏ của bạn rất hỗn. Người ta gọi là gì? Tâm con tốt mà mỏ con hỗn. Ừ, cái con này là sinh ra dành cho bạn đấy. Thì sao? Thì như thế này, khi nào mà bạn nghĩ rằng tôi đang cần một cái cách thức nào đó để có thể thu hút ánh nhìn của người khác, thì bạn chỉ cần ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu lịch sự, ngồi vào một quán cà phê nào đó, nghiêm túc làm việc, hay là nghiêm túc ngồi suy tư về một cái điều gì đó. Chỉ cần bạn im lặng thôi, chỉ cần bạn nghiêm túc làm một cái điều gì đó, hay là nghiêm túc ngồi yên một chỗ trầm ngâm suy tư là bạn rất đẹp. Bạn y như là những bức tượng thạch thạch vôi của Hy Lạp, cái chỗ nó đẹp mà nó phác họa lên dung nhan của bạn. Chỗ nó đẹp quá đẹp đi. Cái cách bạn ngồi nữa, cái dáng lưng của bạn thẳng nữa, cái đôi mắt của bạn có chiều sâu, đôi mắt của bạn đẹp lắm. Nhưng mà hiếm khi bạn phơi bày đôi mắt của mình cho người ta thấy. Bởi vì sao? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thành ra bạn không muốn người ta quá nhìn vào đôi mắt của mình. Như vậy thì họ sẽ dễ dàng đọc vị được cảm xúc của bạn, đọc vị được cái trạng thái tinh thần của bạn. Thành ra là bạn hay lẩn tránh ánh mắt của người khác, như là một cái cách để bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà dần dà sau thời gian thì bạn chấp nhận hướng cái ánh mắt của mình. Đây, những cái lá bài nó thể hiện ánh mắt này. Bạn hướng cái ánh mắt của mình ra ngoài, bạn chấp nhận để cho người ta giao tiếp với mình thông qua đôi mắt. Và người ta sẽ phải thốt lên rằng: Wow, tiếng gà gáy rất hợp trong cái câu thốt lên nha. Người ta sẽ thốt lên rằng: Đôi mắt của bạn đẹp quá. Một đôi mắt rất đẹp. Một đôi mắt có chiều sâu. Đằng sau cái sự im lặng của bạn là một đôi mắt biết nói. Cho nên những cái lúc mà trạng thái tinh thần bạn không tốt, bạn im lặng như vậy, nhưng mà thông qua đôi mắt là người ta có thể biết được rằng hiện tại trạng thái tinh thần của bạn nó đang không tốt. Để mình xào cho bạn xem thử coi, nếu như có câu nói nào thì người ta sẽ nói gì với bạn nha. Hiện tại đang là 4 giờ chiều, con gà nó gáy được 4 tiếng rồi. Không biết nó còn gáy nữa không. Wow, bạn là một người rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Bạn là người hướng nội, bạn là người có nội tâm sâu sắc. Đằng sau những hành động kỳ lạ và khó hiểu của bạn là một nội tâm dễ vỡ. Đồng thời, bạn rất chăm chỉ cho công việc của bạn. Bạn tập trung nhiều vào công việc, bởi vì sao? Đối với bạn, đây là một cách để thể hiện giá trị của bạn.
Thay vì bạn dành thời gian để bạn giao lưu với mọi người, bạn dành thời gian để bạn mở rộng mối quan hệ và dựa vào những mối quan hệ đó kiếm được những lợi ích trong tương lai, thì bạn tập trung nhiều cho bản thân mình, tập trung nhiều vào sự nghiệp của mình. Đúng theo kiểu tay làm hàm nhai, chứ không phải là lợi dụng mối quan hệ để trục lợi cho bản thân mình. Bạn rất là ghét cái việc mà người khác lợi dụng một ai đó để có lợi cho họ. Thật ra bạn không bao giờ làm cái điều này. Mọi người nhìn thấy cái sự cương trực của bạn thông qua đôi mắt mà. Thậm chí, nhiều khi họ còn thấy rằng cái việc ấy mà bạn sử dụng cái phương thức như thế này, cái phương thức tự lực cánh sinh như thế này này, nó sẽ khiến cho bạn chậm, hèn chi có lá bài này, chậm về việc phát triển hành trình, nhưng mà bạn đi bước nào chắc bước đó. Người ta đi 5 bước lùi lại 3 bước, bạn đi mỗi bước chắc mỗi bước, không bao giờ có việc bạn bị thất thế đâu. Và địa vị của bạn trong lòng họ sẽ ngày càng gia tăng theo thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì tính cách thẳng thắn của bạn. Bây giờ bạn chỉ cần biết cách điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói của bạn là rất tuyệt vời. Bởi vì sao? Cái cách bạn sử dụng ngôn từ nó chưa có hợp lý. Mình phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và đặc biệt đây, người ta biết bạn là người nội tâm, bạn hướng nội. Và chưa kể nha, bạn có cái góc nhìn nó khác biệt so với số đông nữa. Thành ra nhiều lúc bạn có những cái hành động người ta chẳng hiểu là ủa tại sao bạn lại làm cái điều này. Rồi bạn cứ thui thủi bạn làm một mình, bạn cũng chẳng nhờ vả ai cả. Cho nên đôi khi người ta thấy rằng ôi, tại sao bạn lại có những cái trạng thái như thế này, trong những cái tình huống như thế này. Họ hay đặt những câu hỏi đó lắm. Nhưng cái chung quy ở đây là gì? Đó là họ tôn trọng quyết định của bạn. Họ tôn trọng tất cả những gì mà bạn đang làm và bạn đang có. Suy nghĩ của bạn, tính cách của bạn, trạng thái tinh thần của bạn, khả năng và năng lực làm việc của bạn, cách mà bạn đối nhân xử thế như thế nào, họ đều tôn trọng cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhận xét rằng bạn là một con người thẳng tính, đúng không? Một con người thẳng tính thì không bao giờ làm điều xấu. Mà đã không làm điều xấu thì những cái điều, những cái hành xử của bạn đối với từng đối tượng nhất định thì nó đều có lý do. Thành ra nếu như họ thấy bạn rất là vui vẻ khi nói chuyện với người này, nhưng lại nóng tính quát tháo người kia, thì chắc hẳn đằng sau đó phải có lý do nào đó. Và họ tôn trọng quyết định của bạn. Quá tuyệt vời. Tính ra nãy giờ vẫn chưa có cái gì xấu đối với bạn mà, đúng không? Ngoại trừ cái mỏ hũ của bạn ra. Buồn cười quá à. Trời ơi, từ bài số 1 tự nhiên đến cái đoạn cuối á, gà gáy quá trời luôn. Đó, giờ hết gáy rồi nè. Rồi, chắc cũng đã đến lúc mình kết thúc trải bài của bạn tại đây nha. Hẹn gặp lại bạn ở những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thí. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào. Chào mừng bạn đã đến với tụ bài số 2. Cho câu hỏi, mọi người bị bạn mê hoặc ở điểm nào? Bây giờ chúng ta cùng kết nối năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi này nhé. Mọi người bị bạn mê hoặc ở điểm nào? Hiện tại đang là 4 giờ chiều. Và cái đàn gà nó lại tới nhà mình để nó kêu nó rồi. Hồi nãy ở tụ bài số 1 nó kêu rất là to luôn á mọi người. Nhưng mà qua tụ bài số 2 thì cái tiếng gà nó ngày càng xa dần xa dần. Wow. Wow. Một nguồn năng lượng tươi trẻ, ngọt ngào thanh mát. Có một chút sâu lắng ở đây. Tụ bài số 2 đúng kiểu là mềm cứng có đủ nha. Bạn không có thuộc bất kỳ một cái trường phái nào đâu. Nào là ngọt ngào như ánh nắng ban mai, hay là dữ dội như sóng thần này. Bạn không thuộc bất kỳ một trường phái nào cả. Mỗi thứ bạn đều lấy một chút. Giống như là bạn không thuộc bất kỳ một nhân vật nào cả. Bạn có thể hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào. Có thể là nữ hoàng, có thể là hoàng đế, một dân thường, một cô nông thôn, một kỹ sư, một bác sĩ. Bạn có thể hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào. Và bạn cũng chẳng phải là bất kỳ ai. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành trải bài này. Đối với bạn,
Tụ bài số 2 cho câu hỏi mọi người bị bạn mê hoặc ở điểm nào? Thì cái cơ bản nhất thôi, đó chính là cái nguồn năng lượng của bạn. Đầu tiên, khi mà mọi người nhìn vào bạn, họ sẽ phải đặt một câu hỏi như thế này. Tại sao bạn lại toát ra được phong thái của sự quyền quý? Mình nói thật đấy. Cho dù bạn có nghèo hay là bạn đang giàu, cái đó mình không quan tâm nha. Nhưng cái phong thái mà bạn toát ra, đó là cái khí chất, chứ không phải là nguồn năng lượng đâu. Cái khí chất mà bạn toát ra, cái phong thái của bạn á, nó là sự điển hình của một người có tiền. Và là một người có rất là nhiều tiền. Dường như là họ không có sự bận tâm về cơm ăn áo mặc. Họ không có sự bận tâm về việc họ sẽ phải làm thế nào để kiếm được nguồn tiền cho ngày mai. Họ sẽ phải làm thế nào để có thể ổn định tài chính. Khi mà mọi người nhìn vào bạn, họ cảm giác bạn đầy đủ lắm. Bạn như là sinh ra từ vạch đích luôn. Mặc dù bạn làm quần quật từ sáng đến tối, bạn làm việc sấp mặt luôn, nhưng mà người ta không có biết. Tại vì sao? Bạn không bao giờ kể khổ. Bạn lúc nào cũng thể hiện ra ngoài mặt mình là một con người không có tiền. Khi người ta hỏi bạn, ê bạn, bạn có tiền không? Bạn sẽ trả lời, đâu, tôi đâu có tiền đâu. Trời ơi, tôi nghèo gần chết luôn, có tiền đâu mà có. Đó. Nhưng mà khi người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy, cái đứa này đang nói xạo nè, chứ bạn nhiều tiền lắm. Đó, bạn nhiều tiền lắm. Nhưng mà thực chất là bạn không có nhiều tiền đến thế. Nhưng mà bạn nói người ta không có tin. Trời ơi, người ta cứ nói, cứ đồn thổi rằng cái con này nó làm tiền nhiều lắm nè, cái thằng này đang làm giám đốc của một cái cơ nha, một cái cơ sở, một cái chi nhánh nào đó nè, cái đứa này chắc đang khởi nghiệp này giàu lắm, cái đứa này chắc đầu tư bất động sản nè. Trời ơi, vô số lời đồn thổi liên quan đến bạn, đặc biệt là công việc của bạn. Có một thời kỳ á, bạn lên tiếng giải thích, bạn lên tiếng thanh minh là đâu, trời ơi, tôi đâu có làm cái việc gì đâu, công việc của tôi thì cũng bình thường như nhân viên công sở thôi. Lương của tôi thì cũng y hệt như người ta thôi. Tôi cũng sống trong một căn nhà bình thường. Tôi cũng có một gia đình bình thường. Thì lấy đâu ra mà tài sản kếch xu, lấy đâu ra mà đại gia ngầm chứ. Tôi nghèo quá trời nghèo mà. Vậy á, mà không ai tin đâu bạn à. Bởi vì sao? Cái phong thái của bạn giống như là phong thái của một bậc quyền quý vậy đó. Một tiểu thư, một công tử của một nhà giàu phú nhị đại hay là cái gì đó, chứ không phải là một người thường đâu. Ngay cả cách ăn mặc của bạn này, cái dáng đi của bạn này, ngôn từ trau chuốt của bạn này, rồi ngay cả cái cách bạn ngồi này, cái cách bạn dùng bữa ăn này, nó cũng thể hiện sự quý tộc ở đây. Vì vậy thì thôi, có cách của bạn nó như vậy rồi thì tương lai bạn cũng sẽ như vậy. Cho nên ấy, mọi người nhìn vào bạn ấy, không cần đâu sâu xa nha, không cần phải dung nhan của bạn đẹp hay là bạn mở miệng ra bạn nói những cái lời ngọt ngào gì đâu, không không. Bạn chỉ cần bước qua một cái đoạn đường nào đó, hay là bạn chỉ cần bước vào một cái quán cà phê nào đó, bao nhiêu ánh mắt sẽ tự động đổ dồn về phía bạn. Bởi vì sao? Cái phong thái của bạn toát ra là phong thái của người có tiền. Và mọi người sẽ đặt câu hỏi rằng, bạn là ai? Và đồng thời, về tính cách của bạn, bạn lúc nào cũng thể hiện ra mình là một con người hòa nhã. Đây, một người hòa nhã, lịch sự, lễ độ, lúc nào cũng có một nụ cười tươi trên môi, lúc nào bạn cũng có một đôi mắt linh động, trong trẻo và ngọt ngào, lấp lánh như pha lê. Người ta rất thích giao tiếp ánh mắt với bạn, và bạn cũng tự tin khi mà mắt đối mắt với họ. Có nhiều người họ bị tự ti này, họ không có dám thể hiện những cái suy nghĩ của mình bằng đôi mắt. Họ không có biết biểu lộ cảm xúc thông qua đôi mắt. Nhưng mà bạn thì khác nha. Bạn, đôi mắt của bạn nó linh động lắm, lấp la lấp lánh ánh kim cương vậy đó. Thành ra khi mà mọi người nhìn vào đôi mắt của bạn, họ cảm giác như là có một cơn gió thoảng thổi vào tâm hồn của họ, làm cho họ cảm giác ôi hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, bởi vì họ được gặp bạn. Nhưng mà ẩn đằng sau một đôi mắt long lanh và một nụ cười, một gương mặt hòa nhã như vậy, đó chính là một con người mạnh mẽ. Bạn sẵn sàng công kích và đánh lại tất cả những ai chống đối bạn. Vì vậy, bạn hiền nhưng mà bạn không có dễ dãi. Ẩn đằng sau một con người ngọt ngào và mignon nhon như thế này chính là một tâm hồn và một bản lĩnh thật sự của một con rồng. Đằng sau một thân xác người phàm chính là một cốt cách của loài rồng. Mà bạn biết mà, từ xưa đến nay, rồng là một sinh vật huyền bí. Mọi người không biết thật sự nó có tồn tại hay không, nhưng sức mạnh của nó không ai có thể không công nhận được. Vì vậy, đây là điều mà bạn đang gặp phải đấy.
rắc rối đối với bạn đấy. Bởi vì bạn biết bạn đang có cái gì. Bạn biết là tôi đang cố gắng kiểm soát cái con rồng đang hỗn loạn này này. Thành ra mọi người nhìn vào người ta thấy bạn tử tế lắm. Thậm chí cái gương mặt của bạn còn trẻ tuổi hơn là cái độ tuổi thật của bạn. Độ tuổi vật lý của bạn với độ tuổi sinh học của bạn nó không có liên quan gì với nhau luôn. Đặc biệt là những người gần 30 tuổi. Sau 30 tuổi đi là bạn sẽ bị đứng tuổi. Có nghĩa là sao? Gương mặt của bạn sẽ không già nữa. Còn trước 30 tuổi thì bạn cứ lấy từng đó tuổi của bạn trừ đi cho 5 tuổi là đúng là độ tuổi gốc của bạn đó. Ví dụ bạn 25 tuổi thì bạn cứ trừ đi 5 tuổi là người ta nhìn vào người ta cứ tưởng bạn 20 thôi. Cho dù bạn đi ra trường, bạn làm việc được mấy năm thì người ta vẫn tưởng bạn là sinh viên thôi. Bởi vì sao? Cái cách bạn nói chuyện nè, cái sự duyên dáng của bạn nè, rồi cái cách mà bạn xuất hiện ở đám đông nè, phong thái của bạn nè, nó cảm giác như tươi trẻ, kiểu nó non non, hơi non nớt một chút. Nhưng mà khi bạn cất lên giọng nói á, là mọi người thấy ngay cái sự chững chạc của bạn. Và đặc biệt họ thấy bạn là một người không dễ dãi đâu. Đặc biệt là cách mà bạn sử dụng ngữ điệu nè, cách nhấn nhá từng câu từ nè. Đó, như là như bây giờ này cái cách mình nói á, cái cách bạn nhấn nhá từng câu từ rõ ràng, mạch lạc, liên kết với nhau. Cách mà bạn sử dụng và bạn châu chuốt ngôn từ nó mỹ miều. Làm thế nào để tất cả mọi người có thể lắng nghe và hiểu được nội dung của bạn mà không cần phải khiến cho bạn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đặc biệt, vì bạn hiểu rõ rằng bạn không phải là một người quá tốt bụng. Cái tốt bụng đây là chỉ là cái mà bạn muốn thể hiện cho người ta thấy và cũng là cái mà người ta thấy khi mà bạn đang thể hiện cái điều này. Chứ thật ra nếu mà muốn bạn ác á, thì bạn thừa sức để bạn ác. Muốn hiền thì bạn hiền, muốn ác thì bạn ác. Tất cả đều do tâm ý của bạn. Và bạn hiểu rõ rằng bản thân tôi phải là người tốt. Bởi vì sao? Bởi vì bạn biết là nếu như tôi không thể nào bảo vệ được chính bản thân mình thì tôi cũng không chắc gì tôi có thể bảo vệ được những người khác, đặc biệt là gia đình của tôi. Bạn không có sự liên kết chặt chẽ với thế giới nội tâm của bạn đâu. Cái điều này là cái điều mình xin khẳng định đấy. Bởi vì sao? Nếu như bạn đã liên kết chặt chẽ với thế giới nội tâm của bạn rồi á, thì bạn đã không phải cố gắng kiểm soát con thú. Cái con rồng nó đang không ngừng cựa quậy trong lòng của bạn. Nó đang tìm cách để bung ra ngoài, tìm cách để thoát ra ngoài. Cho nên có những lúc mà bạn cảm giác giống như là tâm trí của bạn nó sắp vỡ tung. Bạn sắp mất khống chế, bạn dễ dàng rơi vào một vài cái khoảnh khắc mà bùng nổ. Bởi vì sao? Bởi vì bạn vẫn đang trong quá trình kiểm soát. Đặc biệt là kiểm soát những phần tính cách âm thầm và đang không ngừng trỗi dậy trong lòng bạn. Hiện tại đang trong thời điểm đó và mọi người cũng thấy rồi. Tại sao? Bởi vì họ thấy rằng bạn luôn luôn có sự đổi mới. Bạn không có khóa bản thân mình ở trong một cái khuôn khổ hay là ở trong một cái phong thái, ở trong một cái lối ăn mặc nhất định nào đó, hay là ở trong một cái môi trường làm việc nhất định nào đó. Bạn luôn luôn có sự di chuyển. Những sở thích của bạn nè, cái cách mà bạn làm việc nè, ngôn từ lời nói của bạn nè, lối thời trang, phong cách ăn mặc của bạn nè, bạn luôn luôn có sự thay đổi và chuyển biến liên tục. Giống như là bạn đang tìm một cái con người thật sự của bạn, ẩn đằng sau biết bao nhiêu con người. Bạn cũng thừa biết rõ là bên trong người bạn có rất là nhiều nhân cách nha. Bạn là người đa nhân cách. Không hẳn là đa nhân cách đâu, có thể gọi là rối loạn nhân cách. Bạn cũng không biết rằng là thực tế là tính cách của tôi là như thế nào. Vì vậy bạn sợ rằng nếu như tôi bộc phát những cái phần tôi ra ngoài, những cái tôi mà tôi chưa biết ra ngoài, bạn sẽ gây tổn thương đến người khác. Và bạn sẽ biến những người khác nghĩ xấu về bạn theo kiểu bạn là một con người ăn chơi, bạn là một con người gây hại cho xã hội. Vì vậy bạn chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là khi ở ngoài cộng đồng bạn thể hiện một gương mặt hòa nhã, tươi vui. Và khi bạn ở nhà, bạn tìm cách để hòa tan những cái phần tính cách bất ổn của bạn. Để có thể chọn lọc và xem xét xem liệu những cái phần tính cách này nó có nên xuất hiện hay không. Hay là bạn sẽ tìm cách triệt tiêu chúng và cho nó biến mất mãi mãi. Bạn vẫn còn trong quá trình tìm kiếm và tìm kiếm. Và cho đến khi bạn ổn định, bạn chốt lại rằng tôi là con người như thế nào. Thì khi đó còn xa lắm bạn chứ phải bây giờ đâu. Cho dù bây giờ bạn có nghĩ rằng Thúy
Tôi hiện tại là tôi đã nghĩ ra được một cái lối thời trang của tôi rồi. Tôi hiện tại tôi đã ổn định công việc của tôi rồi. Tôi ở thời điểm hiện tại đã có thể hiểu được là tôi nên phù hợp với lối ăn mặc nào, tôi nên thể hiện cái phần tính cách nào rồi. Thì tại sao Thúy lại nói rằng tôi vẫn còn có sự thay đổi? Vậy mình hỏi lại nè, bạn chắc chưa? Bởi vì sao? Đây, ngay cái lá bài tinh thần của bạn là gì? Là lá bài của sự chữa lành. Mà những cái người nào họ đang cần chữa lành, khi mà họ đã bình ổn về mặt tâm trí, bình ổn về mặt nhận thức và tâm thức thì họ đâu cần chữa lành, bởi vì họ biết họ là ai, họ biết họ đang cần gì. Còn ngay cái câu hỏi là thời gian để chữa lành, có nghĩa là trong cái giai đoạn mình đang cần ổn định, trong cái giai đoạn mà mình đang cần một cái điều gì đó, mình đang cần tìm kiếm và cân bằng một cái điều gì đó, thì nó mới có xuất hiện lá bài này. Và bây giờ bạn vẫn còn đang trong cái giai đoạn này, giai đoạn cái sự chuyển biến liên tục. Cho nên ấy, vô hình dung cái sự chuyển biến của bạn này, nó lại là vũ khí mê hoặc những người khác. Mọi người cảm giác thích thú khi được nhìn ngắm bạn mỗi ngày, bởi sự thay đổi mỗi ngày của bạn. Có ngày thì bạn vui vẻ, có ngày thì bạn bi quan, có ngày thì bạn hạnh phúc, có ngày thì bạn buồn tủi, có ngày thì bạn hừng hực năng lượng, có ngày thì bạn uể oải chán trường. Bạn không bao giờ ổn định trong bất kỳ một ngày nào đã. Mỗi ngày của bạn là một sự chuyển biến, và mỗi thời khắc của bạn là một sự thay đổi về mặt cảm xúc. Bạn không có ổn định. Nhưng mà chính cái sự thay đổi đó lại khiến cho cuộc đời của bạn nó thú vị, và nó khiến cho bạn trở nên đa sắc màu trong mắt của mọi người. Họ không ngừng tìm kiếm bạn, giống như là họ tìm cách lột những miếng hành tây. Càng lột những lớp vỏ hành tây thì lại càng tìm thấy rõ hơn về con người của bạn. Nhưng càng lột thì họ lại càng chẳng biết là rốt cuộc bạn là ai. Họ cứ ngỡ rằng là họ đã tìm hiểu được bạn rồi. Nhưng đến khi lột đến một cái lớp vỏ nhất định, họ lại ngỡ ngàng và ngơ ngác, bật ngửa ra khi biết rằng là bản thân mình vẫn chưa hiểu gì về bạn cả. Trời ơi, bạn thú vị lắm. Bạn càng bí hiểm thì họ càng tìm tòi. Trời ơi là trời, nhiều lúc á hả, họ thật sự còn chẳng biết là tại sao họ lại phải làm điều này. Nhưng cái cơ bản nhất ở đây là gì? Đó chính là những lúc mà bạn thể hiện cái tính cách của mình, những cái lúc mà bạn cười đùa, những cái lúc mà bạn vui vẻ là những cái lúc mà bạn đẹp nhất. Những cái lúc mà bạn tự tin thể hiện cá tính, những lúc mà bạn có sự chuyển biến trong trạng thái cảm xúc, cũng chính là những lúc bạn mê hoặc họ. Bởi vì sao? Họ thích những cái gì đó kỳ lạ và bạn vô tình rơi vào trong cái điểm đó. Buồn cười quá à. Trời ơi. Để mình xem tới coi là họ sẽ có những cái lời nói gì liên quan đến bạn nha. Những cái lời nói mà họ sẽ nói liên quan đến bạn, những cái lời nói mà mọi người sẽ đề cập liên quan đến bạn. Chắc hẳn bạn đã phải trải qua rất là nhiều tổn thương đúng không? Đó là cái câu đầu tiên, cái câu hỏi mà người ta đặt ra đấy. Bạn đang trong quá trình tìm kiếm lại niềm vui của bản thân mình. Và hiện tại bạn vẫn đang nhốt bản thân mình vào trong chiếc lồng giam của sự an toàn, về sự mất cân bằng trong cảm xúc, về những lo lắng, về những cái nỗi băn khoăn mà bạn không rõ. Nói chung là hiện tại bạn đang tìm kiếm sự lạc quan của bản thân và tìm cách thoát ra khỏi trạng thái tổn thương của quá khứ. Họ không biết rằng, không biết là hồi xưa bạn đã từng trải qua những cái nỗi buồn nào, và những cái nỗi buồn này nó vô tình khiến cho bạn trở thành con người như thế này, sáng nắng chiều mưa tối âm u, lúc nào bạn cũng thể hiện cái bộ mặt vui vẻ hết. Nhưng mà họ biết rõ là đằng sau cái bộ mặt đó là một tâm hồn tổn thương. Đó đó là những cái gì mà họ tự nghĩ thôi. Còn thật ra như thế nào thì có một mình bạn biết thôi. Cái mà mình đang nói là góc nhìn của người ngoài mà. Họ cũng biết là cái thời điểm bây giờ của bạn là cái thời điểm mà bạn vui vẻ lạc quan. Nhưng mà họ biết là đằng sau cái sự lạc quan này, có lẽ nó chỉ là một cái phương thức nào đó để bạn chứng tỏ rằng là bản thân mình đang ổn. Nhưng mà bạn hiện tại vẫn chưa ổn lắm, bởi vì bạn đang trong giai đoạn của sự cân bằng. Đây, bạn đang giai đoạn ở trong giai đoạn của sự cân bằng, và cái sự chuyển biến của bạn nó sẽ vẫn còn tiếp tục cho đến khi bạn định hình được bản thân bạn, định hình được rốt cuộc bạn sẽ có tính cách như thế nào, lối ăn mặc ra sao, cách mà bạn đối xử với mọi người, cách mà bạn yêu thương bản thân, cách mà bạn nhìn nhận về mọi vấn đề. Khi nào bạn tìm được chỗ neo đậu con thuyền này lại thì mọi thứ nó mới chấm dứt. Còn không, bạn sẽ phải cứ lòng vòng như vậy miết. Vui buồn thất vọng, vui buồn thất vọng, hân hoan tiêu cực lại tích cực, rồi lại hân hoan rồi lại tiêu cực rồi lại tích cực. Hàng loạt thử thách sẽ đến bên bạn, và sau những cái thử thách đó bạn sẽ nhận được phần thưởng.
Rồi sau những cái phần thưởng đó, vũ trụ này sẽ nâng cấp thử thách và cho bạn gặp thử thách khó hơn. Bạn sẽ cảm giác, ủa, tôi nghĩ rằng là tôi vượt qua thử thách rồi, tôi sẽ có phần thưởng là xong rồi chứ. Nhưng mà đời mà làm sao ai cho ai cái gì, đúng không? Thành ra khi mà bạn có được một phần thưởng nào đó là đồng nghĩa với việc bạn hãy dùng cái phần thưởng đó để bồi bổ sức khỏe đi. Trong tương lai bạn sẽ gặp thử thách khó hơn gấp mấy lần. Và cái thử thách đó là cách để người ta kiểm chứng xem, để ông trời kiểm chứng xem là bạn đã thực sự mạnh mẽ hay chưa. Nếu như bạn không thể nào vượt qua thử thách này, họ sẽ đá bạn xuống cái thử thách trước đó. Và khi bạn hoàn thành được cái thử thách này thì họ sẽ nâng cấp cho bạn lên thử thách cao hơn. Và đồng thời đằng sau những thử thách đều có những phần thưởng xứng tầm với nó. Vì vậy bạn yên tâm nha, bạn không có chịu lỗ đâu. Đó là tất cả những gì mà mình muốn gửi gắm cho bạn đấy, những người tuổi bài số 2. Chắc là mình sẽ dừng trả bài của bạn tại đây nha. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào, chào mừng bạn đã đến tuổi bài số 3 với câu hỏi: mọi người bị bạn mê hoặc vì điều gì? Bây giờ chúng ta cùng kết nối năng lượng với nhau để trải bài cho câu hỏi này nhé. Mọi người bị bạn mê hoặc vì điều gì? Wow, vì tính cách của bạn, vì óc sáng tạo của bạn, vì lối suy nghĩ khác biệt của bạn. Wow. Tiếp nè. Ô, bài muốn rớt. Thì mình sẽ lấy lá này nhé. Bạn rất giỏi che giấu cảm xúc đúng chứ? Người ta sẽ không đoán được rốt cuộc bạn đang nghĩ gì trong lòng đâu. Bởi vì sao? Khả năng diễn kịch của bạn hơi bị đỉnh đấy. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Đối với bạn, người đã lựa chọn tuổi bài số 3, mọi người bị bạn mê hoặc vì điều gì? Thì như hồi nãy mình nói rồi, bởi vì bạn đặc biệt, bạn khác biệt, bạn kỳ lạ. Cái cách mà bạn nhìn nhận về vấn đề nè, cái cách mà bạn nói chuyện nè, cái cách mà bạn phối áo quần, cái cách mà bạn đưa ra quan điểm, nó không có giống ai hết á. Thậm chí cái cách mà bạn giải quyết vấn đề nó cũng không giống ai luôn. Trời ơi, bạn là người hướng lung tung, lúc thì hướng ngoại, lúc thì hướng nội. Thành ra mọi người cũng chẳng biết là rốt cuộc bạn là thuộc kiểu người nào, hướng ngoại hay là hướng nội. Và thậm chí nhiều khi á, những người họ nhìn vào bạn nha, cho dù là người lạ hay là người quen, họ cũng không thể nào đoán được bạn. Họ không thể nào đoán được tính cách của bạn. Bởi vì sao? Bạn che giấu mọi thứ quá, quá đỉnh. Đây, hai lá bài đảo ngược nhau hoàn toàn. Trời ơi, trong ngoài không thống nhất. Và ngay cả mình cũng không biết là bạn đang nghĩ cái gì đâu. Bởi vì sao? Bạn không có thích thể hiện quá rõ bản thân cho người khác biết. Bởi vì sao? Bởi vì ở quá khứ bạn đã trải qua quá nhiều đau khổ vì việc bạn cho người khác biết nhiều về bản thân mình. Cái này mình nói đúng chứ? Thời điểm mà bạn còn non trẻ, bạn còn khờ. Bởi vì sao? Mình khờ là mình không có ngu nha. Khờ nó chỉ là thật thà thôi. Cái thời điểm mà bạn khờ á, bạn thể hiện bản thân mình. Bạn sống với một cái cuộc sống gọi là một ngày như mọi ngày. Hay là bạn sống, mình có thể dùng cái từ gì ra, tuổi trẻ không có gì để hối tiếc á. Bạn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bạn sẵn sàng dùng hết năng lực của mình để giúp cho người khác. Bạn sẵn sàng thể hiện suy nghĩ của mình. Bạn sẵn sàng thể hiện những cái phần tính cách của mình như là một cách mà bạn hân hoan vì bạn đã được sinh ra trên cuộc đời này. Nhưng mà trên đời này không phải ai cũng là người tốt. Nhiều lúc người ta lợi dụng cái sự vui vẻ và hân hoan của bạn này, cái cách mà bạn sống với cuộc đời để chuộc lời cho họ. Và nhiều lúc họ còn tổn thương bạn nữa. Bạn đã chịu rất là nhiều tổn thương trong quá trình bạn lớn lên. Và những cái tổn thương này nó vẫn còn đang âm ỉ trong lòng của bạn này. Và nó vô tình khiến cho bạn nhốt bản thân mình vào trong một cái lồng giam. Người ta gọi là lồng giam của sự bế tắc. Không có một ai có thể giúp bạn khai thông được cái lồng giam này ngoài trừ chính bản thân bạn.
Bởi vì sao? Những cái kìm hãm bạn đó chính là quá khứ. Và bạn cảm giác bất công, tại sao cái thời mà tôi chia sẻ, tôi thành thật với mọi người á, tôi hy sinh tất cả cho người ta, nhưng mà người ta cho tôi cái gì? Người ta cho tôi sự phản bội, sự bội tín, sự phù phiếm, sự lừa dối. Cho nên dần dần á, bạn thu bản thân mình lại, bạn không có cho người khác biết bạn là con người như thế nào cả. Bạn thể hiện những cái mặt quái dị của bạn như là một cái cách để bạn bảo vệ bản thân, tránh khỏi những tổn thương, những cái mà nó đã ghim sâu vào trong lòng của bạn và nó kéo dài đến thời điểm bây giờ. Bạn bè người ta lợi dụng nhiều lắm. Họ lợi dụng bởi vì sao? Bởi vì họ thấy năng lực của bạn nè. Họ thấy bạn là một người không không quá để ý những lợi ích. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong cầu rằng họ sẽ giúp đỡ lại bạn. Nhưng cái bạn mong cầu ở đây là gì? Đôi bên cùng có lợi. Có nghĩa là sao? Nếu như họ không chút ít cho bạn thì ít nhất họ cũng đừng có lợi dụng bạn, họ cũng đừng có hãm hại bạn. Nhưng mà tiếc quá, trên đời này đâu có ai là người tốt mãi đâu bạn. Và vô tình cái nguồn năng lượng tươi trẻ và non nớt của bạn hồi xưa đấy, nó vô tình nó thu hút những cái nguồn năng lượng tiêu cực, muốn gặm nhấm nó, muốn lợi dụng nó. Thành ra bạn đã bị chịu thiệt rất nhiều ở quá khứ. Ừ, bạn chịu thiệt ghê lắm. Nhưng mà cũng nhờ ơn trời, nhờ những cái việc mà họ bộc lộ như thế này nè, bạn mới hiểu rõ được bộ mặt của họ. Và từ đó bạn cũng biết rằng, à, tôi phải như thế nào, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, tôi không được thể hiện quá nhiều về tính cách của mình, tôi không được cho người ta biết quá nhiều, không được để cho người ta tiến sâu vào trong cuộc sống của tôi, không được để cho người ta xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của tôi. Thay vì tôi tập trung cho những mối quan hệ bạn bè thì tôi nên tập trung cho việc phát triển bản thân. Và từ đó bạn trở nên mạnh mẽ hơn, bạn làm việc độc lập, bạn kiên cường, bạn khác biệt, bạn thể hiện những cái phần tính cách quá dị, những cái lối suy nghĩ quá dị, theo kiểu bạn chịu thì được, không chịu thì thôi, chịu không chịu thì thôi, tôi cũng không có quan tâm đó. Nhưng cái hơn hết ở đây là gì? Những cái tổn thương mà bạn đã có, hiện tại nó vẫn còn và nó vẫn sẽ mãi ở đó. Bởi vì sao? Những cái người cắm những cái thanh kiếm này vào trong người bạn này, nó không có rút ra, họ cắm xong họ bỏ đi à, cho nên bây giờ nó vẫn còn. Mặc dù ở thời điểm hiện tại bạn đã chấp nhận, bạn chấp nhận thôi chứ bạn không có buông bỏ nha. Tại vì nếu buông bỏ thì những cái thanh kiếm này đã rơi ra rồi. Bạn chấp nhận tôi có những thiếu sót này và bạn khiến cho bạn mạnh mẽ hơn, đây, khiến cho bạn hoàn thiện hơn. Và bạn cảm giác như là nếu như tôi đã bị đối xử như thế này thì ít ra ở thời điểm hiện tại và trong tương lai tôi phải đối xử công bằng với mọi người. Vì vậy, cái sự công bằng của bạn vô hình dung trở thành cái thứ mê hoặc người khác. Mọi người tìm đến bạn bởi vì họ mong có được một mối quan hợp, phải quan hợp, một mối quan hệ công bằng, một sự hợp tác công bằng. Ừ. Trời ơi là trời, quan hệ với hợp tác mà mình nói cái từ gì vậy trời. Xin lỗi mọi người nha. Cái đầu mình nhảy số nhanh quá. Đây. Yên tâm, những người tìm đến cho bạn, những người mà cuộc đời này sắp xếp cho bạn, tất cả đều có lý do hết. Bởi vì sao? Cái việc ấy mà họ xuất hiện trong cuộc đời bạn vừa giúp cho bạn có bài học này, vừa giúp cho bạn mạnh mẽ hơn này, lại vừa giúp cho bạn có những góc nhìn sâu sắc về cuộc đời này, để bạn có thể nhìn nhận rõ hơn từng người một, để bạn có thể có được cái nhận thức rõ ràng hơn khi mà đối xử giữa người với người, để bạn có thể tránh được những cái hiểm họa trong tương lai, đúng không? Tại vì sao? Cái thời điểm mà bạn gặp những cái tổn thương nó là thời điểm ở quá khứ. Còn trong tương lai là khi bạn trưởng thành rồi thì những cái tổn thương này nó sẽ không xuất hiện nữa và bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc phát triển tương lai của mình, phát triển hành trình của mình. Để mình xem thử là mọi người có những cái lời nói nào liên quan đến bạn không nha. Trời ơi, bạn là một con người rất là giỏi trong việc tìm kiếm sự thật liên quan đến người khác. Bạn giống như thám tử vậy đó, chỉ cần cho thông tin của người ta thôi là bạn 10 phút bạn tìm ra hết tiền sử, tiểu sử từ gia đình gốc gác của họ luôn, không sót một cái gì. Bạn đã chữa lành, bạn đã chữa được những cái vết rách, những cái vết thương trong lòng rồi. Tuy nhiên, bạn vẫn lựa chọn một mình. Tại vì bạn không muốn bản thân mình bị tổn thương thêm lần nữa. Đó là những gì mà người ta nói khi mà đưa ra một cái lời nói cụ thể liên quan đến bạn. Wow,
Sự mê hoặc của bạn đến từ đâu nào? Đến từ sự công bằng đấy. Rồi, chắc là mình sẽ dừng trả bài của bạn tại đây nha. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Thao Đất Xanh Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.